đầu to. Tên khốn đó muốn ăn thịt con. Yên tâm, ngươi xấu thế này, hắn nuốt không trôi đâu. Nói gì con trai ta ăn trộm? Nhà ngươi có gì đáng để con trai ta ăn trộm chứ? Nếu là trộm người, chưa chắc ai trộm ai đâu. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Ngươi dám xuất hiện trước mặt ta, ta một lần, ta đánh ngươi một lần. Nhìn xem, mau nhìn cái mụ đàn bà này. Trước mặt ngài mà dám động tay động chân người ta, ngài mau quản lý bà ta, bắt bà ta vào tù đi. Bà Lưu trên mặt lập tức chỉ vào Tô Thanh Lan hét lớn. Bắt vào tù, đúng lúc tôi cũng định báo quan, bắt con trai cô vào tù. Cô vì một con súc sinh mà muốn báo quan bắt con trai ta vào tù. Nghe thấy lời của Giao Giao, mắt trợn tròn, nhưng nghe thấy chuyện cười. Người và tăng vật đều có, mọi người đều nhìn thấy. Con trai bà đêm khuya lén lút mang bao tải, còn mang dao đến nhà tôi, là vì chuyện gì? Tôi nghĩ mọi người đều rõ ràng. Dù sao thì sao chứ, chỉ là một con đại đàn, chỉ là một con súc sinh thôi. Dù có trộm, bán hay ăn thì sao chứ? Thật là buồn cười, một con súc sinh có thể so với mạng người sao? Hắn dám động vào đồ của tôi dám đưa hắn vào tù. Giao Giao không phải tự ý động vào thú cưng của cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho họ. Lưu Thị chỉ vào mũi Giao Giao mà mắng. Ta thấy con tiện nhân này ngứa ra rồi. Nhà ta nuôi người lớn thế này, không có người báo đáp cũng được. Bây giờ lại để một con súc sinh so sánh với nhà ta, phải không? Đồ không biết xấu hổ. Ngươi mà dám tố cáo con trai ta vào tù, ta sẽ gọi quan sai bắt ngươi vào tù. Được, thử xem. Lưu Thị run rẩy, giơ tay muốn đánh vào mặt Hoa Miên càng nhìn càng trướng mắt, vung tay qua. Vượng tay nhìn thấy bà già này dám động vào mẹ nó, lao tới cắn mạnh vào mắt cá chân Lưu Thị. Lưu Thị đau đớn kêu lên, một cú đá văng con sói con đang cắn vào chân mình, tức giận muốn đá nó. Đồ vô ơn, con sói mắt trắng chết tiệt, giờ còn dám gọi cho cắn ta. Khi hoài tu dịch một chân còn đạp lên chân Hoa Quảng Bình. Bà Lưu, bà không muốn bị cắt lời à? Mẹ, mẹ đừng động tay nữa. Hoa Quảng Bình hít thở không đều, cảm thấy mình sắp không thở nổi. Con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Ôi con ơi, sao số con khổ thế này? Lưu Thị, ngươi mau im miệng đi. Nếu không phải con ngươi không đi đúng đường, cầm dao đến nhà người khác, người ta sao lại động tay với nó? Nhà ngươi đều im lặng cho ta. Lưu Thị ngừng khóc, nhưng ánh mắt đầy oán hận nhìn Lý Chính. Nhà ngươi cũng bất giận đi, chuyện này chúng ta đều thấy không phải lỗi của nhà ngươi. Quảng Bình đứa trẻ này giờ đi sai đường, dù có bị đại bằng cao vài cái, cũng không nên đêm khuya đến nhà ngươi tính sổ. Nhưng mà cũng để ta nói một câu, dù sao chúng ta cũng là người cùng làng, lần đầu không gặp cúi đầu gặp, cũng không cần thiết phải báo quan đến huyện nha. Bắt lượng đứa trẻ này còn trẻ, gặp chuyện dễ kích động, ngươi là mẹ chồng phải khuyên bảo nó. Được rồi, thực ra bà cũng không muốn dính dáng đến quan sai. Giao Giao, mẹ cũng biết người thương A Tam. Hay là thế này, con đánh hắn vài cái, cho A Tam hả giận. Con báo quan, mẹ thấy thôi đi. Đi đi lại lại, trên đường cũng mất thời gian. Thật sự làm lớn chuyện thì khó mà kết thúc. Lưu Thị tất nhiên không chịu, con trai mình đã đầy vết thương, con bị đánh để hả giận, im miệng, đừng nói nữa. Hắn nhìn ra rồi, Lý Chính không muốn làm lớn chuyện, giải quyết trong làng là được rồi. Nếu thật sự báo quan, không biết sẽ thành chuyện gì. Để Giao Giao đánh vài cái, không đau không ngứa, coi như dạy Hoa Quảng Bình một bài học. Nhưng nếu thật sự báo quan đến công đường đánh roi, thì nửa cái mạng cũng không còn. Nặng nhẹ thế nào, Hoa Thủy Điền vẫn phân biệt rõ ràng. Đánh hắn với cái da dày thịt béo không biết xấu hổ này, đánh hắn đau tay ta. Nhưng vì Lý Chính ngày đêm khuya còn bị làm phiền không yên, ta cũng nguyện nghe lời ngài một câu. Chuyện này giải quyết riêng cũng được. Ít nhất là ta bị thương, phải bồi thường thì bồi thường. Giao Giao nghĩ một chút, báo quan thật phiền phức. Đây không phải thời hiện đại chỉ cần gọi 110, không khéo còn phải chịu 30 giờ chứ. Bồi thường, Lưu Thị ở đây không chịu nổi. Chỉ là một con súc sinh, rừng núi nhiều thế, con ta còn bị thương nữa. Nếu phải bồi thường, thì nhà ngươi phải bồi thường cho ta. Ngươi không chịu, thì chúng ta gặp nhau ở công đường. Dù sao mọi người đều thấy, Hoa Quảng Bình là người đọc sách, đêm khuya cầm dao đột nhập nhà dân, nói dễ nghe là đến trộm đồ, nói khó nghe, ai biết có phải phát điên đến giết người không? Ta muốn xem quan lão già nghĩ thế nào. Mọi người đều im lặng. Chuyện trộm đồ có thể lớn có thể nhỏ. Hơn nữa Hoa Quảng Bình nói là đại bàng tấn công trước, hắn tức giận mời đến báo thù. Nhiều người nghĩ hắn làm không đúng, nhưng cũng có lý do. Nhưng nếu hắn không phải đến trộm đồ, dù sao ai đi trộm đồ cũng không nhất thiết mang dao. Phải nghĩ xem, Hoa Quảng Bình hôm nay dám cầm dao đến nhà Kỳ gia, ngày mai không chắc không dám đến nhà người khác. Chuyện này ta thấy quyết định vậy đi, phải bồi thường thì bồi thường. Lưu Thị, nếu ngươi thật sự không muốn, ta thấy hay là nghe lời bắt lượng cô nương này đi báo quan. Dù sao ta ở nhà cũng không có việc gì, sẽ giúp họ làm chứng. Đừng đừng đừng, ngài đừng nghe mụ điên này, ngài nói sao thì làm vậy. Mấy người Kỳ gia nhìn Giao Giao, chờ cô quyết định. Được, vậy thì hai lượng bạc, không thiếu một đồng. Hai lượng bạc, dựa vào đâu mà ngươi mở miệng đòi hai lượng bạc nhiều thế? Đừng nói nhà ta Quảng Bình không giết người nhà ngươi, dù có giết thật cũng không đáng nhiều thế. Vậy
ông Lý Chính, không thể trách ta. Thon trai ông cầm dao đến nhà ta, nếu không phải chồng ta giúp hắn lại, không biết dao này đâm vào ai rồi. Chỉ hai lượng bạc, có nhiều không? Giao Giao nghiêng đầu nhìn Lý Chính. Trương Lý Chính giờ cũng nhận ra, bắt lượng cô nương này rất thông minh, muốn mượn chuyện Hoa Quảng Bình cầm dao đến nhà, ép chuyện trộm đồ thành một giết người. Nhưng nhà họ Hoa thật sự khó mà phản bác. Không được, không được, nói gì cũng không được. Ngươi đâu phải muốn hai lượng bạc, ngươi rõ ràng muốn mạng ta. Đồ chết tiệt, sói mắt trắng, chủ lấy mạng ta, ta cũng không thể đưa tiền cho ngươi. Ngươi không tin, ta bây giờ đâm đầu chết trước cửa nhà ngươi, làm ma cũng không tha cho nhà ngươi. Ngươi xem náo nhiệt, cũng không ngờ Lưu Thị tham tiền như vậy, thả chết cũng không đưa tiền. Dù Hoa Minh đúng là đòi giá cao, mở miệng đòi hai lượng bạc, ai nghe cũng thấy sốc. Nhưng nhà Lưu Thị không giống họ. Trước đây, bán bát lượng cô nương cho nhà họ Kỳ, một lần nhận 8 lượng bạc, ngay cả mua heo nhà Trương Đại Khánh cũng mua hai con một lần. Không biết bao nhiêu người ghen tị, giờ tính toán chi li, thật là keo kiệt. Lưu Thị, nhà ngươi có nhiều bạc, thật sự đưa hai lượng bạc cho Giao Giao, cũng chỉ là lấy chút xính lễ từ 8 lượng bạc, cũng là hợp lý. Cô cháu ngươi, nhà ta nuôi sói mắt trắng nhiều năm, mới lấy 8 lượng bạc từ nhà họ, giờ còn muốn ta bù thêm. Theo ta thấy phải để nhà họ Kỳ bồi thường, không nhìn thấy con ta đầy vết thương sao? Chẳng lẽ không bằng con xúc sinh nhà họ? Thủy Điền, vợ ngươi có chủ ý thế. Ta thấy không cần ta nói gì, nhà ngươi không muốn đưa thì thôi. Nếu vậy thì sáng mai chúng ta cùng đi công đường, sau này có chuyện không cần gọi ta. Hoa Thủy Điền nghe xong ngớ ngươi, lập tức tát mạnh vào mặt Lưu Thị, tức giận mắng, ngươi mau im miệng, thật muốn đưa Quảng Bình vào tù, ngươi mới vui nổi sao? Lưu Thị bị đánh đau rát mặt, nhưng thấy Hoa Thủy Điền đầy giận dữ, lập tức không dám nói gì nữa. Lý Chính, ngài yên tâm, lời này nói trong lòng ta luôn có trọng lượng. Hai lượng bạc thì hai lượng bạc, nhà ta bà già này tính thế, ngài đừng để bụng. Trương Lý Chính không nói gì, phất tay áo bỏ đi. Lý Chính đi rồi, Hoa Thủy Điền cũng không dám ở lại lâu, kéo con trai rời đi ngay. Đồ vô dụng, từ nhỏ đến lớn tốn bao nhiêu bạc của ta, hai lượng sáu tiền bạc nhà thấy ngươi còn chưa đòi lại, giờ lại phải bồi thường hai lượng bạc, ta thể bán ngươi đi, cũng không được nhiều tiền thế. Vừa đi vừa mắng, nói ít thôi, Quảng Bình rõ ràng bị người ta bắt nạt, ông không giúp, còn nói lời xui xẻo. Quảng Bình nghe thấy lòng đau biết bao. Mẹ, đau chết ngươi cũng đáng đời, ai bảo ngươi đêm khuya không ngủ, chạy đến nhà người ta, làm ta phải bồi thường. Còn ngươi, mụ già chết tiệt, nếu ngươi còn dám nói thêm một câu nữa, ta đưa ngươi về nhà mẹ đẻ. Con trai không biết dạy, chỉ biết gây chuyện, cái miệng thối của ngươi đắc tội bao nhiêu người. Nếu đắc tội cả Trương Lý Chính, sau này chúng ta sống xa trong làng. Để ủng hộ kinh phí cho kênh mọi người hãy subscribe và cày view, hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.